khán giả đang theo dõi chương trình của Việt Vision. Đây là chương trình Việt Vision phát sóng tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các bạn, tôi xin thông báo nhanh với cái bản tin số 47 gồm có 3 phần. Phần thứ nhất đó là thông báo nhanh cái chuyến đi thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại đất nước Hoa Kỳ. Việc thứ hai đó là sẽ đọc cho các bạn nghe một cái bài ở trong sách hiếm.net. Cái bài này tôi nghĩ rất là hay. Cái vấn đề thứ ba, cái câu chuyện thứ ba tôi muốn nói đó là câu chuyện có thật 100% của người bạn tôi. Đầu tiên, tôi xin thông báo nhanh về chuyến đi thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đã thành công tốt đẹp, mở thêm một chương mới về cái mối quan hệ giữa hai quốc gia Việt Nam và Hoa Kỳ, toàn diện trên các lĩnh vực. Ngoài việc thăm Đại sứ quán Việt Nam và bà con kiều bào đang sinh sống tại Washington DC, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ các cái doanh nhân Hoa Kỳ và các phóng viên báo chí tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn để trao đổi về các vấn đề thương mại, nhân quyền, lịch sử quan hệ của hai quốc gia, vân vân. Trong buổi gặp gỡ với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã diễn ra thành công, hết sức là tốt đẹp trên một cái tinh thần thân mật giữa hai nguyên thủ quốc gia. Đó là Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Donald Trump tại tòa Bạch Ốc, Washington DC. Và đích thân Tổng thống Hoa Kỳ đã ra tận cửa để đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trong buổi nói chuyện, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng như Tổng thống Donald Trump đã trao đổi với nhau rất nhiều vấn đề trên tinh thần là hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, và hai nước thì là cùng chia sẻ những cái lợi ích chung và tôn trọng cái sự độc lập chủ quyền lẫn nhau. Đặc biệt là Hoa Kỳ rất mong muốn hợp tác rất nhiều lĩnh vực, kể luôn cả lĩnh vực quân sự. Và hai nguyên thủ cũng đều thống nhất với nhau là khép lại quá khứ, nhìn về tương lai. Như vậy đó, thì để cho các bạn biết thêm, rõ thêm, nhận định thêm về đất nước Việt Nam của chúng ta hiện nay như thế nào đó các bạn. Thì tôi nói ngoài lề một chút. Trước khi cái chuyến đi thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thì trên cộng đồng mạng cũng như tôi nhận có một số thông tin ở nước ngoài gọi về cho tôi, bảo rằng là coi như là bọn tâm thần hoang tưởng nó đang lên cái kế hoạch hết sức là coi như là hùng hậu để mà nó đàn áp, nó khủng bố đó, khi cái phái đoàn của Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam qua thăm, mà cụ thể là đến tòa Bạch Ốc. Nhưng các bạn ạ, bọn nó thất bại hoàn toàn. Đó các bạn cứ nhìn lên trên các cái video mà quay của cái bọn tâm thần hoang tưởng, các bạn sẽ thấy giống như là chị Mai, chị Mai mà Việt Kiều bên Mỹ đó các bạn, chị gọi điện về chị nói Việt Vision, thì bọn nó càng ngày nó càng coi như là nó yếu dần đi và càng ngày nó càng thưa dần đi. Đó, thật đúng, tôi nhìn lên những cái đoạn video clip đó, tôi thấy bây giờ tôi không có giận mà tôi thấy thương hại các bạn ạ. Tôi nhìn thấy, tôi chuyển qua là cái sự thương hại. Toàn là những ông già bà lão đi lom khom hết rồi mà lơ thơ phất phơ. Cảnh sát Mỹ đó các bạn, cảnh sát Mỹ là nó không có cho đi qua phía bên kia đường của tòa Bạch Ốc, mà nó dồn hết vô trong cái công viên, mà đối diện với tòa Bạch Ốc mà phía bên kia đường các bạn. Cái tội dễ sợ. Xong rồi nó rào trở lại. Đó, cho chúng mày muốn trong đó, chúng mày muốn hò, muốn hét gì đó thì hò hét. Và thậm chí nó còn khôi hài đến mức độ các bạn, có một cái tên nó cầm hai cái chập choẹt đó các bạn, cái mà của để mà múa lân đó.
múa lân hay là đám ma gì các bạn đó, hai cái thanh la đó, hai cái thằng la đó các bạn, nó cầm nó đánh chẹt 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 chẹt. Tôi nói y như một, đúng là coi như là cái đám diễn hề, mà không đám diễn hề thì cũng là cái cuộc đưa ma, cuộc đưa đám tang các bạn. Đó, tôi nhìn thấy bây giờ tôi thương hại cho cái số người đó, thương hại cho cái số bệnh nhân tâm thần hoang tưởng đó các bạn. Thôi những cái chuyện đó thì các bạn và chúng ta sẽ có thời gian, chúng ta sẽ xem và chúng ta sẽ nhận xét đó. Tôi quay trở lại vấn đề, tôi nói là đất nước Việt Nam đó, thông qua cái chuyến đi của Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc qua thăm Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ và được đón tiếp trọng thể tại Tòa Bạch Ốc Washington DC đó, thì các bạn sẽ thấy rằng là Việt Nam, vị thế Việt Nam của chúng ta đang ở cái chỗ nào, thấy không? Thì như các lần trước tôi đã nói, đất nước chúng ta phát triển, thể chế của chúng ta ổn định, chính trị chúng ta ổn định đó, chúng ta là một nước có độc lập, có chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đó các bạn ạ. Cho nên chúng ta không sợ bất kỳ một cái thế lực nào trên thế giới này cả hết, có những hành động xấu đó các bạn đó, vào đất nước chúng ta đó, được bạn bè năm châu cảm phục, thán phục. Đặc biệt là hai cái sự kiện đó là gì? Đó là trận Điện Biên Phủ và tổng tiến công năm 1975, 30 tháng 4 năm 1975. Đó các bạn, hai cái sự kiện đó làm chấn động địa cầu. Các bạn trên toàn thế giới luôn luôn kính nể và cảm phục đất nước ta, nhân dân ta, Đảng Cộng sản Việt Nam của chúng ta, đều muốn có những cái mối quan hệ với Việt Nam chúng ta trên các cái phương diện, trên các cái lĩnh vực. Đất nước chúng ta rất tốt các bạn, rất tốt đẹp. Và chỉ có Cộng sản, chỉ có Đảng Cộng sản mới làm được điều này. Hơn 40 năm à, gần 40 năm chứ ha, gần 40 năm đó. Và nếu nói miền Nam là 42 năm đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng đưa đất nước chúng ta từ con số 0 lên tới vị trí ngày hôm nay. Cho nên thôi, chúng ta cứ vững tâm, đúng không các bạn? Đó. Chúng ta cứ vững tâm, đúng không? Đó. Thời gian vừa qua đó, chỉ có cái bọn láo nháo đó, nó hoạt động ở miền Trung, và một số thành phần cá nhân nó hoạt động rải rác ở trong nước thôi. Nó lợi dụng cái chiêu bài là dân chủ, nhân quyền, tự do, dân oan gì đó, cái quỷ quái gì đó, chúng nó kích động, chúng nó xuyên tạc các cái đường lối chủ trương chính sách, nó kích động người dân xuống đường biểu tình để mà đòi hỏi cái này, đòi hỏi cái kia. Dân oan thì ít, mà cái số mà ăn theo nhận tiền thì nhiều đó các bạn. Cũng như nó lợi dụng dưới cái vỏ bọc đó là Thiên Chúa giáo, nó lợi dụng cái con chiên giáo dân đó để mà nó kích động, nó làm những cái việc sai trái với pháp luật. Mục đích của nó là lật đổ chính quyền, mục đích của nó là phá rối trật tự, dẫn đến bạo loạn và lật đổ chính quyền, xóa bỏ cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Mục đích tụi nó như vậy thôi các bạn. Nhưng các bạn thấy đó, tôi đã nói rồi, chúng ta nhiều cái việc hay lắm, chúng ta cứ từ mà sẽ xem. Đôi lúc ra có thể chúng ta nóng á, nóng nảy và bức xúc á, thì chúng ta có thể là nó không kiềm chế được, phải không? Nhưng mà chúng ta cứ bình tĩnh, chúng ta cứ bình tâm đi, chúng ta cứ bình tâm, chúng ta suy nghĩ trở lại trong thời gian vừa qua, nhà nước mình, chính quyền của mình, đặc biệt lực lượng công an đó, cư xử ra sao, hành xử ra sao, hành động ra sao đối với cái bọn này đó. Cái bọn Thiên Chúa giáo khác nhé các bạn nhé. Tôi xin lỗi là các bạn, cái bọn mà lợi dụng Thiên Chúa giáo nó khác nhé, và cái bọn chiếp hôi nó khác nhé đó. Các bạn cứ bình tĩnh suy xét lại đi, thì các bạn sẽ thấy được, sẽ thấy được cái hay, cái hay và cái tỉnh táo mà tôi đã nói rồi, nó đưa vào nghệ thuật đó các bạn, nghệ thuật đó. 42 năm rồi miền Nam, và gần 80 năm của cả một đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và tôi nói mãi mãi cả hàng trăm năm sau, các bạn cứ mà sống mà xem, chắc tôi e rằng là tới trước khi mà chúng ta mà chết đi rồi ha, thế hệ con cháu đi lớn lên vẫn là Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thôi các bạn. Tại vì cứ lãnh đạo chừng nào thì coi như là đất nước phát triển càng chừng đó, tốt đẹp chừng đó. Giống như người bạn tôi ở Gò Công nói đó,
tụi nó chống cộng chừng nào thì đất nước Việt Nam mấy cộng sản coi như là càng phát triển chừng đó đó các bạn. Cho nên cái gì cái đám cái đám láo nháo đó đó, vài cái thằng linh mục phản động đúng không đó, và cái số giáo dân u mê ở cái vùng đó làm loạn sao được. Nhưng mà thật tình ra thì mình cũng vất vả đúng không các bạn, mình cũng vất vả đối phó đó. Nhưng mà tôi nói trở lại rồi, nhà nước của mình rất là hay các bạn, cứ để cho nó diễn hề đi, nó diễn thoải mái đi, xong rồi sẽ xem sẽ chuyển qua bi đó. Quần chúng nhân dân thì hết sức là bức xúc, các bạn thấy không, trước đây á, nhân dân, quần chúng nhân dân người ta thờ ơ, nhưng mà nó chống cộng riết hồi người dân người ta tức điên lên luôn đó các bạn, thấy con dao hai lưỡi không, thấy không, được gọi là gậy âm gậy ông đập lưng ông đó. Nó nói láo á, 10 á, thì dân á, người ta im lặng, nó nói láo tới 100, nó xuyên tạc tới 100 bắt đầu người dân có ý kiến, nó xuyên tạc, nó nói láo, nó nói dối tới 1000 là bắt đầu người dân người ta bức xúc, người ta đứng lên người ta đập bọn nó đó các bạn thấy. Qua cái sự kiện ở nhân dân huyện Quỳnh Lưu, mà cụ thể là một số xã ở trong huyện đó tiêu biểu, đó là xã Sơn Hải đó các bạn, nhân dân người ta bức xúc từ lâu rồi đó, có những cái lời nói bức thư trao đổi status với lại anh Lân đó, đó người ta nói lên cái tâm trạng của người ta rất là cụ thể, rất là rõ ràng các bạn, người ta bức xúc từ lâu rồi nhưng mà người ta không thèm nói, người ta lo làm lo ăn thôi đó. Như bây giờ nó cứ chống cộng, nó cứ phá rối, nó cứ xuyên tạc chừng nào thì bây giờ đến mức độ là người dân người ta bức xúc và người ta đập nó thôi. Nhưng ở đây tôi cũng nhắn gửi với lại nhân dân huyện Quỳnh Lưu, nếu các bạn nghe được thông tin của tôi thì các bạn cũng nên hết sức là bình tĩnh. Cái việc gì nó cũng đều có cái giới hạn của nó. Nếu các bạn mà bức xúc quá mà dẫn đến những cái sự xung đột, ẩu đả, xung đột mà nó nặng nề, nó căng thẳng hơn thì như vậy vô hình chung chúng ta vi phạm pháp luật. Thì các bạn, nhân dân huyện Quỳnh Lưu và đặc biệt là xã Sơn Hải đó, tôi nói thật các bạn nghe lời tôi đi, các bạn quý vị khán giả ở Sơn Hải, ở Quỳnh Lưu nghe lời tôi đi, mình dằn mặt nó như vậy là được rồi, tức là báo động cho nó biết rằng là chúng mày vừa phải thôi, chúng mày mà bước quá à, thì nhân dân à, chúng tao sẽ bảo vệ chính quyền, bức xúc trước những cái hành động phá rối trật tự của chúng mày à, công an mà tham gia vào thì chúng mày vu cáo đó, thì tao là dân, tao sẽ trị chúng mày đó, thì mình chỉ làm tới đó thôi, theo như tôi nghĩ như thế, mình răn đe nó đó, răn đe nó, cảnh cáo dằn mặt cho nó để như vậy đó, chúng ta cũng đừng có nên làm quá thì nó cũng không hay, theo tôi nghĩ như vậy. Còn phía công an, phía chính quyền, tôi đã nói trước đây, khi bắt bọn chúng nó dễ lắm các bạn, nhưng mà làm cho chúng nó tâm phục khẩu phục không? Thì là vấn đề là nó sẽ đi vào cái nghệ thuật đấu tranh. Các bạn thấy không, bắt cái bọn mà chíp hôi đấy, dễ như trở bàn tay các bạn đó. Nhưng mà tại sao cái bọn này nó làm loạn hồ sơ, hồ sơ tội ác của nó, hồ sơ phá rối, hồ sơ kết tội bọn nó rất là nhiều, càng ngày càng dày trong cơ quan cảnh sát điều tra, nhưng tại sao chưa bắt nó đó, người dân người ta bức xúc như vậy các bạn. Thì từ từ các bạn cứ yên tâm, ở đâu cũng có chỗ đó hết á, đâu cũng vào đó hết thôi. Bọn chip thôi chúng ta rất đơn giản, lực lượng công an bắt không đẹp không ăn tiền đúng không, nhưng mà cái bọn lợi dụng Thiên Chúa giáo này thì chừng mực nào đó chúng ta cũng cứ để từ từ, chúng ta cứ để cho nó diễn. Mà nó cũng có một cái hay nữa các bạn, là bọn nó mà cứ chống phá chúng ta chừng nào thì nó lại lòi ra cái chân rết của nó chừng đó, thấy không, cũng giống như là cái con mà Nguyễn Thị Trà đó các bạn, đó chẳng hạn như vậy, con đó trước đây là coi như là dân mình đâu có biết đúng không, bây giờ coi như lòi cái bộ mặt đó ra, mà không những cái mặt của nó ra mà còn cái đám của tụi nó nữa, các bạn thấy không. Đó, hay là cái con Emily Melo gì đó, thí dụ với con đó chẳng hạn như vậy. Nếu mà nó về nó thăm đất nước Việt Nam, nó chỉ là một cái người công dân bình thường, một cái người Thiên Chúa giáo bình thường ha? Tới thăm các cha rồi các vị linh mục thì chả ai nói gì nó, thấy không? Nhưng mà nó cũng lòi cái bộ mặt đó ra các bạn.
đó, vân vân và vân vân, còn rất nhiều, rất nhiều tên. Cho nên là các bạn cứ yên tâm ha, đó, việc đâu cũng vào đó hết thôi. Bên cạnh đó thì trong đất nước chúng ta ha, thì nó cũng còn những cái bọn mà cơ hội, những cái bọn bất mãn, đúng không, nó vẫn còn. Cho nên cuộc chiến này theo tôi nghĩ nó cũng còn dài đó. Nhưng mà các bạn, tôi khuyên các bạn phải hết sức bình tĩnh đó. Đặc biệt là cái số quần chúng nhân dân ở huyện Quỳnh Lưu nói chung và ở xã Sơn Hải nói riêng các bạn nhé. Cái việc thứ hai, tôi kể là tôi đọc câu chuyện nguyên văn cho các bạn nghe câu chuyện. Cái tên là Cuộc Cải Đạo Vĩ Đại Đầu Tiên Ở Làng Tôi. Tác giả là Bùi Kim Phương. Tác giả này đang sống bên Mỹ các bạn. Xin phép tôi vào bài đọc nhé. Tên Cuộc Cải Đạo Vĩ Đại Đầu Tiên Ở Làng Tôi. Cụ tổ năm đời của chúng tôi có họ là Bùi Phân, chức vụ trong làng thằng mỏ, nghề phụ làm nghề gánh phân người, đem đổi bán kiếm gạo và thức ăn nuôi sống tám miệng ăn trong gia đình tại Bùi Chu Phát Diệm, Bắc Phần, Việt Nam. Vì nghèo đói, thất học và giai cấp bần cổ nông, gốc gác cha cu mẹ đỉ nên đã bỏ làng, đem theo toàn bộ gia đình di chuyển vào Thừa Thiên để sinh sống bằng nghề rẫy và nơm chụm cá tôm ven bờ sông. Khi những chiến thuyền của người Pháp cập neo tìm lục địa và đi sâu những gót giày đinh của thực dân Pháp, đó là những giáo sĩ Pháp truyền đạo Thiên Chúa vào thế kỷ thứ 17. Những vị giáo sĩ Pháp này đến ven làng, nơi có gia đình cụ tổ của chúng tôi là ông Bùi Phân, đang co cụm trong một túp lều tranh sơ sát mà hầu hết chín miệng ăn đang đói khổ, bệnh hoạn và tuyệt vọng. Những vị giáo sĩ Pháp này đã ân cần cho gia đình cụ tổ tôi bằng nào là bánh, nào là sữa, nào là đường, quần áo và những lời thăm hỏi chân tình mà cả cuộc đời cụ tổ tôi chưa được bất cứ ai ban bố và hỏi han. Dần dần gia đình cụ tổ chúng tôi no ấm và có việc làm cho các binh lính viễn chinh Pháp qua công việc như là đánh giày, giặt quần áo, thu dọn nhà xí cho những vị quan, lính và các tu sĩ người Pháp đóng trại ven sông gần tàu chiến của họ. Hàng ngày các tu sĩ Pháp đều đến nhà cụ tổ tôi giảng đạo Chúa, song song các ngài không quên mang đầy ấp những bánh trái bơ sữa quần áo tặng cho gia đình cụ tổ chúng tôi. Đang trong cảnh bần cùng, đói thì hèn, ngu thì nhục, nên tất cả gia đình cụ tổ tôi hoan hỷ đồng ý nhận bí tích rửa tội và gia nhập vào đạo Chúa. Song song trên, các thành viên trong gia đình cụ tổ chúng tôi làm công tác phụ giúp các giáo sĩ là tuyên truyền, dụ dỗ, lôi kéo dân chúng trong làng hãy gia nhập đạo Chúa. Theo đạo, chúng ta sẽ có gạo mà ăn. Một đồn 10, 10 đồn 100, 100 đồn ngàn và hầu hết dân chúng quanh vùng Thừa Thiên từ những địa danh tăm tối đến ven biển nghèo khổ do thời tiết giông bão quanh năm mà các bạn, nên sanh ra cảm cảnh túng tùng, đói rách, họ đã kéo đến xin được rửa tội và xin làm con của Chúa. Thấy thành công mỹ mãn, các giáo sĩ và các quan Pháp liền phong cho cụ tổ chúng tôi, ông Bùi Phân, làm thầy sáu với tên thánh là Phêrô. Và dần dần cụ tổ tôi được lệnh các quan Pháp thông qua các vị chủ chăn đỡ đầu người Pháp thảo kế hoạch trừng trị những quan quân nhà Nguyễn đã ngoan cố cấm đạo, gây khó khăn cho các giáo sĩ Pháp truyền giảng tin Chúa cho dân chúng miền Trung lúc bấy giờ. Cụ tổ tôi, ông Bùi Phân, được cài đặt vào trong thành làm cu ly gánh cỏ cho ngựa của quan quân nhà Nguyễn và đúng vào ngày giờ chỉ định sẽ đốt những máng cỏ khô gây hoang mang quan quân, sau đó tìm cách mở cửa thành để cho quan quân Pháp công thành tiến vào trừng trị bọn ngoại đạo đã dám ngăn cấm việc truyền giáo Thiên Chúa. Kết quả, biết bao thành quách và quan quân nhà Nguyễn đều bị giết và bị thanh toán. Công trạng cụ tổ chúng tôi từ tên mù chữ gốc gác là cha cu mẹ đỉ trôi sông lạc chợ bỗng chốc thành cha đại diện giáo dân tân tòng người Việt toàn khu Thừa Thiên.
dần dần củng cố và truy tầm bọn tay sai phản phúc quan quân nhà Nguyễn, ra lệnh truy nã những kẻ phản nghịch Việt gian và để đã cổng rắn cắn về cắn gà nhà. Cụ tổ tôi và những cộng sự viên Tân Tòng Công giáo phải chạy trốn vào rừng sau những ngày đói khát và giá rét. May ra trong toán Tân Tòng này đã sinh ra cái sáng kiến, đó là hái lá vang ăn sống để sinh tồn. Khi vòng vây quan quân nhà Nguyễn nơi dần, các cụ liền lẻn ra và chạy về nơi quan quân và các tu sĩ Pháp nhờ sự che chở và nuôi nấng. Để vẽ thành màu nhiệm thiêng liêng, phép lạ, cụ tổ chúng tôi căn dặn những Tân Tòng vừa vượt tháo được vòng vây quan quân nhà Nguyễn hãy cùng báo lên những quan thầy Pháp rằng ngót trên 3 tháng ở trong rừng, bất ngờ Đức Mẹ Maria hiện ra và chỉ cách hái lá vàng ăn qua ngày tháng bị khốn đốn, và sau đó mách kế hãy chạy trốn và tìm đến các quan thầy mà nương nhờ tựa, và nhớ phải trả thù bọn ngoại đạo trong tương lai. Kết cùng, cụ tổ chúng tôi được phong thánh và cải tên thánh Latin để tránh mỉa mai vì tên tục của người quá dơ, bùi phân và hạ cấp. Hiện nay tại Trung tâm Công giáo miền Nam Cali, Hoa Kỳ và Tòa thánh Vatican có tên cụ tổ chúng tôi trong danh sách thánh tử đạo Việt Nam. Trưởng thành trong đức tin Thiên Chúa, và vào ngày 30 tháng 4 năm 75, nhờ thánh linh ơn điển của Chúa và mẹ Maria, bố mẹ và anh em chúng tôi đã dùng ghe cào tại Phước Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chạy ra biển, và khoảng 4 giờ sau thì được tàu Mỹ cứu và đem vào Mỹ theo diện tị nạn chiến tranh. Đây là lần thứ hai cũng được người Mỹ cứu. Khi vào những năm 1954, cả gia đình chúng tôi di cư vào Nam qua chính sách của cụ Diệm, cứu những con chiên Công giáo miền Bắc Việt Nam. Định cư tại Mỹ, gia đình chúng tôi luôn luôn mang ơn Thiên Chúa. Vì vậy, những đóng góp bằng tài vật cho nhà thờ, các dòng Công giáo và những công tác tuyên truyền ca ngợi tôn vinh Thiên Chúa, chúng tôi cầm đầu, làm với tinh thần hăng say và hồ hởi. Và tại đất nước mà hầu hết dân bản địa tôn vinh Thiên Chúa, chúng tôi kiêu ngạo và càng tung hứng Công giáo lên tận mây xanh. Song song trên, sẵn sàng chà đạp, xuyên tạc và đánh phá những tôn giáo khác. Và khi thi hành xong thì đều được các bề trên, tức là các cha, các linh mục khen ngợi cùng những lời lẽ khích lệ như sau: con sẽ sớm lên thiên đàng vì đức tin và hành động bảo vệ đạo. Âu cũng là định mệnh. Đến ngày khai trí, tôi ngã lòng yêu một người con gái ngoại đạo. Vì chiều lòng nàng, tôi đã có những lúc vào các cái website Mỹ và Việt tại hải ngoại tìm đọc những gian ác và lưu manh của đạo Công giáo xuyên suốt 20 thế kỷ qua. Nhất là vô tình đọc những poster của những vị học gia bên Âu Châu đã có tâm truy tầm những tài liệu thật về đạo mà tôi đang tôn thờ, đạo Thiên Chúa. Tôi sững sờ và kinh ngạc qua những lưu manh, thủ đoạn, gian ác của những giáo sĩ Công giáo đã từng đặt chân đến Việt Nam cách đây trên 3 thế kỷ. Tìm hỏi bố mẹ tôi cùng những vị chủ chăn linh mục thì có khi họ cúi đầu làm thinh, hoặc có khi họ nói như là răn đe tôi như sau: chớ mà có tò mò và tìm đọc những tin tức đấy, vì chúng là quỷ, con mà vấy vào sẽ bị đầy xuống địa ngục đó nhé con. Đất nước văn minh, khoa học phát triển, càng truy tìm về nguồn gốc đạo Công giáo, tôi càng kinh sợ khi chính cái đạo mà tôi đã tung thờ mà hầu hết đều bị thế giới nguyền rủa và khinh bỉ. Hơn nữa, trong những câu chuyện trà dư tửu hậu, đạo Chúa đều bị thiên hạ đem ra làm trò cười, ngạo báng và miệt thị. Cuối cùng, vào đúng đêm Giáng sinh năm 2008, tôi tìm đến Trung tâm Công giáo tại thành phố Westminster, miền Nam Cali, Hoa Kỳ, gặp Đức ông Tiến với nội dung xin bỏ đạo và ném bỏ chuỗi mân côi cùng thánh giá vào sọt rác trước mặt Đức ông Nguyễn Đức Tiến và trở lại một người lương để sống không bị sai khiến và nhồi sọ hàng tuần tại nhà thờ. Và khi từ tối bước ra ánh sáng, tôi đã thấy sự nguy hại của đạo Công giáo. Xin bót những sự thật này lên diễn đàn, mong rằng đây là tâm sự mà đời tôi và dòng họ Bùi của tôi đã ngu xuẩn cả tin qua năm đời vì đạo và vì Chúa. Tác giả Bùi Kim Phương. Đó là tôi đọc nguyên văn cái bài
đăng ở trên sachhiem.net. Nếu các bạn muốn tìm đọc trở lại thì các bạn cứ vào Google, các bạn search nhé. Và tiếp theo đó là cái câu chuyện thứ ba tôi muốn kể cho các bạn nghe. Đây là câu chuyện có thật 100%. Tất nhiên thì tên tuổi thì tôi không có thông báo vì những lý do tế nhị. Kính thưa các bạn, kính thưa quý vị khán giả, tôi có hai người bạn lấy nhau đã hơn 10 năm. Người bạn tôi thì là làm công tác khoa học, và tối về thì vùi đầu vào trong công tác nghiên cứu, nói chung là lĩnh vực khoa học. Còn bà xã, người vợ đó, thì là ở nhà lo việc nội trợ. Ngoài ra thì cũng có mua bán đồ lặt vặt. Hai vợ chồng là người vợ đó thì nguyên thủy là đạo Thiên Chúa Nòi các bạn. Đó. Còn anh bạn của tôi đó thì lấy vợ thì theo đạo đó, và sinh sống với nhau thì là có hai đứa con hơn 10 năm. Thì trong quá trình sinh sống thì ông bạn tôi đó đối xử rất tốt đối với gia đình, chưa hề có một bạt tai với người vợ, mặc dù có những lúc rất là nóng, rất là bực tức, nhưng không bao giờ có những cái lời nói thô bạo, thiếu văn hóa, hoặc có những cái hành động coi như là đánh rồi này nọ, hung bạo đó. Và nói chung là ông bạn của tôi đó, ông rất là hiền, ông suốt ngày ông lo làm để mà ông nuôi cho gia đình thôi. Còn cái chuyện mà đạo thì ông ta cũng bình thường, ông ta cũng vẫn đi nhà thờ đó, vẫn sinh hoạt được bình thường, nhưng mà nói về mà gọi là tin thì anh ta không tin. Tại vì như tôi đã nói đó các bạn, anh ta là làm khoa học mà, làm công tác nghiên cứu khoa học, cho nên là đã khoa học rồi thì cái gì nó phải chứng minh, nó phải chứng minh đó. Cho nên trong quá trình mà anh ta mà lấy vợ đó theo đạo đó, thì anh ta thấy nơi ở cái đạo Thiên Chúa đó nó không có những cái gì mà gọi là để làm cho anh ta mà tin được. Nhưng nó chống thì anh ta không chống, anh ta không chống, nhưng mà nó tin thì anh ta không tin. Nhưng mà ngược lại người vợ đó các bạn thì là coi như là nòi luôn, công giáo gọi là Thiên Chúa giáo nòi đó, kể cả gia đình luôn, gọi là rất là cuồng tín, phải nói như vậy. Tôi nhiều lúc tôi cũng có nói, nhưng mà tôi nói sau lưng thôi. Tôi ví dụ một cái câu chuyện như thế này các bạn. Hôm đó thì con bé đó, nó bị bệnh, đưa vào nhà thương, sốt xuất huyết. Các bác sĩ đang truyền nước, đang chẩn đoán, đang truyền nước. Đó, nó sốt thì cao thì nó mê man mà. Đó, thì hai vợ chồng đưa vào. Thì một hồi thì bác sĩ đang điều trị, thì người vợ kêu quay kiếm người vợ thì không thấy. Đó, thì người chồng mới đi tìm, thì mới thấy người vợ. Vì người chồng mới hỏi rằng là con đang đâu như thế, đang sốt ly bì như vậy, bác sĩ đang cứu chữa này, em phải ở bên cạnh để mà chăm sóc con, chứ tại sao mà lại bỏ đi đâu vậy. Thì cô ta mới nói rằng là tôi đi tìm cha. Thì người chồng mới ngớ ra hỏi tìm cha làm cái gì. Nói tìm cha để rửa tội cho con, tại vì con nó sắp chết rồi. Trời ơi, người bạn tôi coi như là tím mặt luôn, đỏ mặt lên luôn thiệt á, mà nhưng im lặng, và coi như là nói rằng là coi như là con đang được các bác sĩ coi như là truyền nước, chẩn đoán khả năng nó bị sốt xuất huyết các bạn. Nhưng mà tôi nói thật, gặp tôi giọng một cái vô trong mặt liền, hoặc là ý ít tôi phải tát cho một bạt tai. Con đang bệnh nặng như thế, không lo, không chăm sóc, đi tìm cha để rửa tội nha các bạn. Và đến một cái ngày hôm đó thì anh bạn tôi đi làm về thì thấy nhà cửa trống trơn, thì mới biết rằng là người vợ đã dẫn hai đứa con đi, và bên cạnh đó thì lấy một số tài sản, đồ đạc cá nhân rồi này nọ, chẳng hạn như là mấy cái thẻ tín dụng đó, mang đi.
và mang luôn cả cái xe hơi đi luôn. Anh bạn tôi mới tìm tìm điện qua bên hỏi bên nhà vợ, thì nhà vợ trả lời coi như im lặng, im lặng. Đi ông bạn tôi đi tìm cùng hết, và sau đó mới biết được rằng là coi như là phía bên vợ đã giấu, đã che giấu người vợ của anh ta và hai đứa con, và yêu cầu anh ta ly dị. Anh ta ly dị đó. Anh ta như giống như một người điên các bạn. Anh ta bỏ hết công việc xuống qua bên phía bên nhà vợ đó, quỳ lạy từng người luôn các bạn, quỳ lạy từng người, van xin ông bà già vợ, phía bên bà con, phía bên vợ đó, coi như buông tha vợ ra, và nói người vợ quay về trở lại. Thì sau đó anh ta mới biết rằng đó là gì, là gì, lý do chính là gì các bạn biết không? Lý do chính đó là gì? Bất đồng về vấn đề tôn giáo. Mặc dù anh ta có đi nhà thờ nhưng đức tin của anh ta không có, cho nên người vợ của anh ta không sống với anh ta được, và được sự ủng hộ của gia đình coi như ly dị. Mặc dù Thiên Chúa giáo không cho ly dị nhưng vẫn cứ ly dị vì bất đồng Thiên Chúa, bất đồng tôn giáo đó các bạn. Với một lý do như vậy, trời ơi các bạn biết không, anh ta muốn điên lên luôn, anh ta điên luôn, anh ta chết luôn các bạn. Anh ta lạy từng người trong gia đình phía bên vợ đó, buông tha đó. Cái chuyện tôn giáo, cái chuyện đức tin thì anh ta vẫn là con chiên, nhưng anh ta còn phải lo làm lo ăn, anh ta đâu có cái thời gian mà thường xuyên được. Nhưng anh ta không có phỉ báng, anh ta không phỉ nhổ, vân vân đó. Anh ta vẫn là một tín đồ Thiên Chúa mà, nhưng mà coi như phía bên gia đình vợ coi như là vẫn cứ từ chối, mặc dù đã sống với nhau là hai đứa con rồi các bạn, hơn 10 năm rồi đó các bạn. Trời ơi, với một cái lý do là bất đồng về tôn giáo, mà cụ thể đó là Thiên Chúa giáo. Anh ta điên loạn luôn các bạn, anh ta điên, anh ta khủng hoảng, anh ta chết, anh ta điên. Suốt thời gian mấy tháng trời anh ta bỏ công việc hết, người sụp xuống hết. May mắn thay, anh ta gặp được một cái ông cụ cũng đâu cũng ngoài 80 á, nhưng mà vẫn còn tỉnh táo, mới khuyên bảo anh ta. Ông cụ đó cũng tôi cũng có biết đó, tôi cũng có đến nhà chơi một lần đó. Anh ta, ông cụ khuyên bảo anh ta và bình tĩnh sáng suốt trở lại đó, bình tĩnh trở lại, coi như đó là cái nhân quả, coi như đó là cái nợ đời đó. Kiếp trước đó, có thể là người bạn tôi mang nợ gì đó, thì kiếp này người bạn tôi phải trả trả một giá quá đắt, đó là cả một gia đình, một người vợ và hai đứa con, với một cái lý do hết sức đơn giản, đó là bất đồng tôn giáo Thiên Chúa giáo đó các bạn. Thì qua khuyên bảo một ngày, hai ngày, ba ngày đó, một thời gian, thì người bạn tôi bình tĩnh trở lại, bình tĩnh trở lại, và lấy lại được cái sự suy sụp đó, lấy lại được cái phong độ đó mà thời gian vừa qua đã quá suy sụp. Và thưa với các bạn, thưa với quý vị khán giả, trời không có lấy ai của ai một thứ gì, đúng không các bạn? Nếu có lấy thì cũng hoàn trả lại một thứ, một cái khác. Và may mắn thay cho người bạn tôi, một thời gian sau thì người bạn tôi gặp được một người phụ nữ đó. Người phụ nữ này đồng ý, coi như hai người tiến tới hôn nhân. Và người phụ nữ này, tức là cái người vợ sau này đó, phải nói rằng là một người phụ nữ hết sức là tuyệt vời đó. Đã giúp cho người bạn tôi ở các cái phương diện, từ cái cuộc sống cho đến cái vấn đề tinh thần, cũng như trong cái vấn đề quan hệ bạn bè, anh em, họ hàng, bà con lối xóm. Phải nói là chị này hết sức là người phụ nữ tốt. Và tôi cũng cầu mong cho ơn trên gia hộ cho hai người bạn tôi được sống mãi mãi hạnh phúc bên nhau cho đến khi mà đầu bạc răng long. Thì qua cái câu chuyện này các bạn, tôi xin nhắc trở lại, đây là câu chuyện có thật 100% đó, 100%. Vì những lý do tế nhị ha, tôi không có nói lên ra được hết những cái tên hay tuổi, nơi cư ngụ này nọ vân vân, nhưng tôi khẳng định với các bạn, với quý vị khán giả là sự thật 100%. Câu chuyện của người bạn tôi nói lên rằng là gì? Người bạn của tôi đó, người bạn tôi nói đó,
rất là căm thù đạo Thiên Chúa. Chính vì đạo Thiên Chúa mà người bạn tôi đã mất đi cả một cái gia đình, và tí nữa thì mất luôn cả cái mạng sống của mình. Đó. Và đến bây giờ người bạn tôi đó, mỗi lần mà quên thì thôi, nhưng mà đang trong lúc vui, đang trong thậm chí đang lúc uống cà phê đó các bạn, mà vô tình thôi mà nói đến từ Thiên Chúa giáo, Công giáo, thì người bạn tôi coi như là thể hiện cái chết trong người, cầm cái ly cà phê ném luôn các bạn và bỏ đi. Người bạn tôi căm thù cái đạo Thiên Chúa vô cùng luôn đó các bạn. Nhưng tôi thì tôi vẫn cứ khuyên bình tĩnh thôi, thì chắc có lẽ là ông thì ông mang nợ thì bây giờ ông trả thôi, chứ người Công giáo, người Thiên Chúa giáo thì cũng có người tốt người xấu đó, chứ không phải ai mà cũng xấu như cái ông bà ngoại trước đây đó. Thì tôi cũng khuyên như thế, nhưng mà theo như tôi đánh giá rằng là cũng quá đáng. Sống với nhau đã hơn 10 năm các bạn, đã có hai mặt con, mà vì vấn đề tôn giáo, vì tín ngưỡng thôi mà coi như dứt bỏ cái hạnh phúc gia đình, đó. Dứt bỏ hết những cái gì mà cái thiêng liêng của một người vợ, của một người phụ nữ Việt Nam, đúng không các bạn? Đó. Rồi câu chuyện của tôi thì đến đây là tạm chấm dứt. Xin nhường cái việc suy ngẫm, xin nhường cái việc phán xét ở bài số 47 nói chung, qua ba vấn đề cho các bạn và quý vị khán giả. Cuối cùng, xin chúc các bạn, quý vị khán giả thật nhiều sức khỏe. Và tôi cũng xin nhắc lại là bài sau thì tiếp tục tôi sẽ đưa lên mạng những tên thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín. Các bạn đón nghe. Và cuối cùng, xin trân trọng kính chào các bạn và quý vị khán giả.